Unit 18. What are you doing? Lesson 1. Phần 1. Look, listen and repeat. A. I'm home. Where are you? Hoa. Mình ở nhà. Cậu đang ở đâu, Hoa? I'm in my room. Tớ đang ở trong phòng của tớ nè. Hình B. What are you doing? Cậu đang làm gì thế? I'm reading. Tớ đang đọc sách. Phần 2. Point and say. What are you doing? Bạn đang làm gì thế? Hình A. I'm reading. Tớ đang đọc sách. Hình B. What are you doing? Bạn đang làm gì thế? I'm cooking. Tớ đang nấu ăn. Hình C. What are you doing? Cậu đang làm gì thế? I'm listening to music. Tớ đang nghe nhạc. Hình D. What are you doing? Cậu đang làm gì thế? I'm cleaning the floor. Tớ đang lau sàn. Phần 3. Let's talk. Chúng ta cùng hỏi người mẹ nhé. What are you doing? Mẹ đang làm gì thế? I'm cooking. Mẹ đang nấu ăn. Chúng ta cùng hỏi ba nhé. What are you doing? Ba đang làm gì thế? I'm cleaning the floor. Ba đang lau sàn. Phần 4. Listen and tick. 1. Các em cùng nghe nhé. 1. Where are you, Hua? I'm in my room. What are you doing? I'm reading. Bạn trả lời là I'm reading. Như vậy mình sẽ chọn câu B, là mình đang đọc sách. 2. Các em cùng nghe nhé. 2. Where are you, Nam? I'm in the living room. What are you doing? I'm watching TV. I'm watching TV. Như vậy các em sẽ chọn câu A, là mình đang xem TV. Phần 3, các em cùng nghe nhé. 3. Where are you, Mai? I'm in the kitchen. What are you doing? I'm cooking. I'm cooking. Mình đang nấu ăn. Như vậy các em sẽ chọn câu B nhé. Phần 5. Read and write. Đọc và viết. Today, Mai's family is at home. Ngày hôm nay, gia đình của Mai thì ở nhà. Mai's father is in the living room. Ba của Mai thì ở phòng khách. He's reading. Ông ấy thì đang đọc sách. My brother is listening to music. Em trai của Mai thì đang nghe nhạc. Mai and her mother are in the kitchen. Mai và mẹ của cô ấy thì ở trong bếp. They are cooking. Họ thì đang nấu ăn. Chúng ta cùng trả lời câu hỏi nhé. What are they doing? Họ đang làm gì? My's father is. Ba của Mai thì. Các em dò lên bài xem ba của Mai ở đâu. My's father is in the living room. He is reading. Các em sẽ điền My's father is reading. Câu 2. Her brother. Em trai của Mai. Chúng ta dò lên bài xem em trai của Mai ở đâu. My brother is listening to music. Như vậy chúng ta sẽ điền vào Her brother is listening to music. Câu số 3. Mai and her mother. Mai và mẹ của cô ấy. Các em nhìn lên bài. Mai and her mother are in the kitchen. They are cooking. Như vậy Mai and her mother là hai người chúng ta dùng to be là A. Mai and her mother are cooking. Mai và mẹ của cô ấy đang nấu ăn. Phần 6. Let's write. Hãy viết nhé. Câu số 1. What are you doing?
Bạn đang làm gì đấy? Ví dụ chúng ta đang đọc sách thì con sẽ trả lời I am reading. Câu 2. What is your father doing? Ba của bạn thì đang làm gì? Nếu ba của mình đang nghe nhạc thì mình sẽ nói là My father is listening to music. Câu số 3. What is your mother doing? Mẹ của bạn đang làm gì đấy? Nếu mẹ của mình đang nấu ăn thì mình sẽ nói là My mother is cooking. Hẹn gặp lại các em trong bài học lần sau nhé.